Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi Hôm nay Có 40 câu hỏi Chúng ta Y theo thứ tự Để trả lời Đầu tiên là đồng tu Hồng Kông Có ba câu hỏi Câu thứ nhất Ở Hồng Kông Sau khi tử vong ở, ở bệnh viện Thì lập tức bọc thi thể lại Đáng tiếc là Hồng Kông Không có làng Di Đà Có thể trợ điểm dạng xanh nên làm thế nào mới tốt <laughs> Đương nhiên phương pháp tốt nhất Là có thể xây dựng được làng Di Đà ở Hồng Kông Để trợ niệm giảng sanh Giúp người niệm Phật Đây là tốt nhất Nếu ở Hồng Kông không có điều kiện này Đương nhiên phương pháp tốt hơn Là công phu niệm Phật của chính mình thành thục Khi lâm chung thì không phải lo lắng Thật sự giảng sanh Ở nơi này vừa dứt hơi thở Thì bạn đã đến thế giới cực lạc rồi Không có thân trung ấm Đây là người thật sự có công phu thành phiến mới có thể làm được. Công phu kém một chút thì cần trợ niệm. Duyên phận của con người không như nhau. Nếu như khi tuổi tác lớn, thân thể suy yếu mà mong muốn giặt sanh thì trong nước vẫn còn có một số đạo tràng như Đông Tiên Bột Sơn, Chùa Bách Quốc Hương Lâm. Ngoài những nơi này ra, còn có không ít đạo tràng đều xem trọng sự chăm sóc khi lâm chung, đều có thể cho chúng ta xem xét Câu hỏi thứ hai Đệ tử làm công quả ở đạo tràng Buổi sáng mỗi ngày vừa thức dậy Thì trong tâm đều sanh khởi rất nhiều ác niệm. Hơn nữa khi tập trung tinh thần Hoặc nhìn Thánh tượng Phật Bồ Tát Thì trong tâm cũng thường xuyên khởi ác niệm. Xin hỏi Có phải nên đối trị như thế nào? nguyên nhân này chính là do trong a lạc gia thức tập khí ác nhiều quá nhiều hơn nữa lực rất mạnh tương lai nó gợi tác dụng Chính là khi lâm chung Thì nó sẽ dẫn dắt bạn Vào ba đường ác Tập khí tham luyến Là nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ Tập khí sân giận Là nghiệp nhân của cõi địa ngục Ngu si là nghiệp nhân của cõi súc sanh Ngạo mạn Là nguyên nhân Đọa vào Atula là sát Phải biết điều này Nếu bạn không muốn Tương lai đến những nơi ác đạo này thì hiện tại bạn phải đoạn dứt những tập khí bất thiện này có thể đoạn được không có thể không có gì không thể đoạn được chỉ cần bạn biết sợ cái khổ nơi ác đạo thì bạn sẽ thật sự làm được bạn muốn nói điều này rất khó khăn con không đoạn nổi vậy thì bạn vẫn thở ơ với cái khổ nơi ác đạo thật sự sợ cái khổ nơi ác đạo thì dụng khí của bạn sẽ đề khởi ra thôi tâm dụng mạnh tinh tấn sẽ hiện tiền. Còn việc dùng phương pháp gì thì căn tính của mỗi người không như nhau. Nếu mình không biết chọn pháp môn thì niệm Phật là thuận tiện nhất. Ba căn nhiếp trọn lợi độn đều thâu. Trong suốt 24 giờ Không để câu Phật hiệu này gián đoạn Thì sẽ sinh ra hiệu quả rất tốt Niệm Phật ban đầu cũng khó Đại khái là tuần đầu tiên Sau một tuần thì sẽ rất bình thường Tuần đầu tiên thì phải cắn răng chịu đựng Phải vượt qua tuần này dần dần sẽ vào được trạng thái bình thường câu hỏi thứ ba có đồng tu nói chữ bát nhã ở trong tâm kinh có nghĩa là trí tuệ có đồng tu khác thì nói là duyên khởi tánh không xin hỏi rốt cuộc là ý nghĩa gì trong kinh hoa nghiêm chúng ta đã học được một thời gian rất dài rồi đối với câu trong kệ khai kinh đã nói nguyện giải dư lai chân thật nghĩa đáng lẽ bạn phải có ít phần thể hộ rồi chứ như Lai chân thực nghĩa là trong tự tánh dũng có. Trong kinh giáo đại thừa thường nói ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Thế nào là Như Lai chân thực nghĩa? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là như lai chân thật nghĩa nếu bạn vẫn còn có phân biệt chấp trước thì không phải là ý của phật Vì là ý của ai là ý của chính bạn bạn hiểu rõ rồi vì động tu đó của bạn nói trong tâm kinh bát nhã nghĩa là trí tuệ ý đó của anh ấy không phải ý của phật bạn đồng học kia nói là duyên gợi đánh không đó là ý của bạn đồng học kia Hôm nay bạn đến hỏi tôi ý nghĩa là gì? Đó là ý của bạn. Không phải là như lai chân thật nghĩa. Vậy thì điều gì là như lai chân thật nghĩa? Trong cởi tính luật nói rất hay. Bạn nghe kinh, bạn đọc kinh. Gọi là nghe giảng, đọc kinh. Thì lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Đó chính là như lai chân thật nghĩa Cái ý này sâu hơn một chút Bạn tỉ mỉ mà thể hội Đáp án Gọi là đáp án ở ngay trong câu hỏi Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trong nước. Có sáu câu hỏi. Câu thứ nhất, xin hỏi ý nghĩa của Phật Bồ Tát Gia Trì. Chính là thiện tâm thiện hạnh của mình dần dần hiển hiện ra. Phật tánh cũng từng tầng từng tầng lộ ra Thực ra là chân tánh của chính mình Đang bảo hộ cho mình Cách giải thích này có đúng không? Đúng được một nửa Không thể nói là không đúng Đúng một nửa nhưng chưa viên mãn Vì sao vậy? Đúng thật là Phật Bồ Tát ở trong âm thầm đang giúp bạn nhưng việc Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn Cùng với đạo lý mà bạn vừa nói Là như nhau Nó là tương đối Bạn có một phần thiện hạnh Thì Phật Bồ Tát giúp bạn một phần Bạn có hai phần thiện hạnh Thì Phật Bồ Tát giúp bạn hai phần Bạn không có thiện hạnh Mà cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ Thì Phật Bồ Tát không giúp được Đạo lý này Bạn thường hay nghe tôi giảng kinh Tôi cũng thường hay lấy thí nghiệm của tiến sĩ Emoto Ở Nhật Bản làm chứng minh Bạn có thể hiểu rõ nguyên lý của thí nghiệm này Thì vấn đề này liền được giải quyết Do đây có thể biết Thực sự được Phật Bồ Tát gia trì là phải buông xuống Nếu không buông xuống Thì sự gia trị đó rất có hạn Không thể nói là không có Có nhưng có hạn Nếu bạn có thể buông xuống chấp trước Trong thế suốt thế gian Pháp Đối người, đối việc, đối vật Đều không chấp trước thì bạn nhập vào chánh giác chánh giác là gì là a la hán hay nói cách khác bạn đã thành a la hán vậy bạn là đệ tử phật thật sự bạn rất gần với phật rồi lại có thể buông xuống phân biệt hết tẩy pháp thế xuất thế gian không còn phân biệt nữa thì bạn là chánh đạn chánh giác thực sự có thể làm được không cởi tâm không động niệm bạn là du tự chánh đạn chánh giác trí tuệ đức năng Ứng hảo ở trong tự tánh của bạn tự nhiên hiện tiền cho nên chỗ này không thể giải thích vì sao vậy vừa giải thích thì rơi vào trong vọng tượng phân biệt chấp trước Trọn đủ vọng tượng phân biệt chấp trước Thì đây là phàm phu lục đạo tiêu chuẩn Phân biệt chấp trước của phàm phu lục đạo Là tâm luân hồi Học Phật dẫn tạo nghiệp luân hồi Thì không thoát khỏi lục đạo luân hồi Nhưng trong lục đạo có ba đường thiện Có ba đường ác bạn đoạn ác tu thiện thật tốt Thì sinh vào ba đường thiện Bạn sẽ không bị đọa ba đường ác Nhưng bạn không thoát khỏi lục đạo luân hồi Không thể không hiểu đạo lý này Câu thứ hai Đệ tử xuất gia Y theo cuốn khóa tụng sáng tối tịnh tông để làm công khóa nhưng không tụng tiểu mông sơn thì có được không? Có thể được Học Phật Bạn có thể Đem sự tu học Của chính bạn Hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Hồi hướng cho Hết thảy dông linh khổ nạn Trên Thế giới này Công đức Bằng giới Tiểu mong sơ Siêu độ dông linh thì quan trọng nhất là công phu tu học của chính mình chứ không phải ở hình thức. Khi tôi mới học Phật thì thầy của tôi là Đại sư Chương Gia đã nói với tôi Phật Pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Mấy năm trước tôi ở Singapore tổng thống nathan của singapore đã đến gặp tôi cùng ăn cơm với tôi ông theo ấn độ giáo ông nói với tôi ông tôn kính phật giáo nhất ông nói phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức ông cũng nói ra câu nói này rất hiếm có thật không dễ câu nói này lần đầu tiên tôi nghe được là từ đại sư chương gia từ trước tới nay chưa có ai nói ra được điều này Ông đã Thành đã nói ra được Điều này rất có đạo lý Chỉ cần bạn có công phu thật sự Dùng ý niệm của bạn thì có thể siêu độ được dòng linh Sự việc này là ở trong Ảnh trần hội ức lục của Đại sư Đàm Hư có sự việc này. Các bạn có thể đi tra tự xem. Không cần hình thức. Câu thứ ba, khi xưa cố ý hoặc vô ý ăn trộm tài vật tam bảo ở chùa chiền đạo tràng, hiện tại muốn dùng tiền để bù đắp hoặc làm công đức để hồi hướng cho thập phương thì có hiệu quả không như lý như pháp nhất thì phải nên làm thế nào ở trong kinh phật đã từng nói phật nói bạn tạo tội ngũ nghịch thập ác thì phật còn có thể cứu bạn còn trộm vật của Tam Bảo Thì Phật không có năng lực cứu bạn Đây là ở trong giới kinh đã nói Vấn đề này rất nghiêm trọng Nhưng mà hiện nay Chúng ta vừa nói đến Phật Pháp trọng thực chất Không trọng hình thức phật giáo hiện nay là phật giáo hình thức hay là phật giáo thực chất bạn hiểu rõ điểm này thì bạn sẽ biết tôi trộm vật của tam bảo trong chùa hiện nay không nặng như trước đây hồi đó tôi mới xuất gia chưa bao lâu Tôi vừa xuất gia thì dạy học ở Phật học viện là giảng kinh. Lúc đó, có lão cư sĩ là lão cư sĩ Triệu Mạc Lâm hiện nay đã không còn nữa. Đã qua đời năm trước rồi. Một ngày nọ, ông mời tôi ăn cơm ở Công Đức Lâm trong ga tàu Đại Bắc khi tôi đến thì chỉ có hai người chúng tôi không có cách khác ông chỉ mời một mình tôi ông đã hỏi tôi tôi nói lão cư sĩ đức cao vọng trọng này là lão cư sĩ triệu mà trong lòng chúng tôi rất ngưỡng mộ tôi hỏi vì sao hôm nay ông mời tôi ăn cơm ông nói tôi có vấn đề không thể giải quyết tôi muốn thịnh giáo thầy Tôi hỏi tình giáo thì tôi không dám gánh Ông ấy học Phật lâu hơn tôi Đã từng thân cận lão Pháp Sư Ấn Quang Là sư huynh đệ với thầy Lý Bình Nam của chúng tôi Tôi nói tôi không dám gánh Tôi hỏi là vấn đề gì? Ông hỏi trong tội ngũ nghịch Bốn tội đầu tiên Đương nhiên không dễ phạm Điều sau cùng rất dễ Điều sau cùng nào? Phá hòa hợp tăng tội ngũ nghịch là đọa địa ngục a tỳ. Ông nói hiện nay thấy người phá hòa hợp tăng quá nhiều rồi, vậy phải làm sao? Tôi nói với ông, chúng ta cứ vui vẻ ăn cơm, không sao cả. Ông nói làm sao mà không sao được? Tôi hỏi ngược lại ông một câu, tôi hỏi lão cư sĩ. Ông học Phật nhiều năm như vậy rồi, có khi nào ông từng thấy hòa hợp tăng chưa? Khi ông nghe rồi thì suy nghĩ, nghĩ một hồi lâu thì bật cười. Hiện nay trong chùa có hai người còn đánh nhau, còn cãi nhau, hòa hợp tăng đâu ra? Không có hòa hợp tăng. Ông đã thú tỏ rồi. Hòa hợp tăng là gì? Là tăng đoàn tu lục hòa kính. Bốn người trở lên sống trong một đạo tràng cộng tu. Bốn người đều tuân tụ lục hòa kính. Đó gọi là tăng đoàn lục hòa. Đạo lý đó giống với việc này Thật sự là tăng đoàn tu lục hòa kính Thì dịch thường trụ ở trong đó nếu bạn ăn trộm vật tường trụ thì tội đó nặng, không sám hối nổi. Nếu đạo tràng này bạn xem tự hai người ba người đều muốn cãi nhau, đều là dùng bưu đồ tranh đấu lẫn nhau, đây là đạo tràng gì? Không phải là đạo tràng Phật. Nhưng Phật từng nói, Phật nói năm lần năm trăm năm rồi mà bạn vẫn không tỏ tường sao? Thích ca mâu ni Phật nhiệt độ. 500 năm đầu tiên giới luật thành tựu. 500 năm thứ hai Tiền định thành tựu. 500 năm thứ ba Đa văn thành tựu Nghiên cứu kinh giáo 500 năm thứ tư Tháp biếu kiên cố Xây dựng chùa chiền Xây dựng đạo tràng 500 năm thứ năm Chính là thời đại của chúng ta hiện nay Đấu tranh kiên cố Lời tiên tri này của Phật nói không sai Nếu đạo tràng hiện nay không có đấu tranh Vậy thì lời Phật nói không phải là đã nói sai rồi sao đấu tranh kiên cố thì tương lai đến đâu đấu tranh thì chẳng phải là điều bị đọa vào ba đường ác đó sao đại sư ứng quan là đại thế chí bồ tát tái lai không phải là người bình thường ngài xuất hiện ở thời bạc pháp cách chúng ta gần nhất ngài trong thời kỳ kháng chiến mới giảng sanh ngài dạy chúng ta Thời kỳ mạc Pháp tu Pháp môn tịnh độ Tốt nhất là đạo tràng nhỏ Nhỏ đến mức độ nào Không nên quá 20 người Mọi người cùng nhau nhất tâm niệm Phật Đạo tràng nhỏ dễ duy trì Tìm mấy hộ pháp để hộ trì Đời sống của bạn có thể trải qua được Phát tâm bồ đề Nhất tâm chuyên niệm Thì ai nấy đều dẫn sanh Đây gọi là trang nghiêm không gì sánh được Thành tựu mới là trang nghiêm thật sự Đào tràng của bạn quá lớn Không dễ quản lý Đặc biệt là điều gì Không được đào tạo cơ bản Mấy năm nay tôi cảm khái rất sâu Ở trên toàn thế giới Nhìn thấy Chúng ta không nói tôn giáo khác Nhìn vào Phật giáo Đồng học tại gia Không làm được Thập thiệt nghiệp Vì thì không phải đệ tử Phật chân chánh Đặc biệt là tịnh thông Y cứ của tịnh thông Chính là điều đã nói trong kinh quán vô lượng thọ phật là tịch nghiệp tam phước đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người tu hành chúng ta điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm không giết tu tập thiện nghiệp các vị phải hiểu điều này là điều kiện ba người học phật tại gia nhất định phải có đủ chính là tiền đam tự tiện đự nhân nhắc đến trong kinh những tiền đó là có tiêu chuẩn bốn câu mười sáu chữ này là tiêu chuẩn của tiền nam tự tiện nữ nhân nếu chúng ta không làm được thì thì không phải tiền nam tự tiện nữ nhân điều thứ hai đây mới là quy y tam bảo bạn có đủ điều kiện này thì bạn mới có tư cách tọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi đây là bước vào cửa phật điều thứ hai là phật pháp tiểu thừa phật pháp là từ tiểu đến đại giống như đi học vậy có tiểu học trung học đại học theo tuần tự dần dần đi lên Điều kiện nhập học là bốn câu phía trước Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Tự tâm công giết Tu tập tiện nghiệp Đây là điều kiện nhập học Trong những năm gần đây Chúng tôi đề xướng đệ tử quy Đệ tử quy chính là hai câu phía trước Hiếu thân tôn sư Thì học đệ tử quy từ tâm không giết là giáo dục nhân quả Học thái tượng cảm ứng thiên Sau đó bạn mới học thập tiện nghiệp Đây là ba cái gốc Ba nền tảng của nho thích đạo Không có ba nền tảng này Thì không thể vào cửa Phật Hiện nay không có ba nền tảng này bụng quy y Cũng thọ giới Tâm chí là cụ xuất gia Vì thì khó trách Phật giáo suy bại Phải hiểu được nguyên nhân Cho những người xuất gia còn phải thêm vào một cái gốc Là bốn cái gốc Thêm vào bốn gì? Sa di luật nghi Đây là ít nhất rồi Vì thì mới là người xuất gia chân chánh tỳ kheo Bồ Tát giới Chúng ta không bàn đến Vì sao vậy? Tổ sư đã nói với chúng ta Đại sư ngẫu Ích làm không được Đại sư ngẫu Ích Sau khi thọ tam đàn đại giới Tỳ xã giới tỳ kheo Cả đời làm gì? Sa di Bồ Tát giới Tổ sư đã làm tấm gương cho chúng ta xem Đại sư ngẫu Ích Là thân phận Sa di Đồ đệ của Ngài Đều không dám xưng là Sa di Pháp sư thành thời Cũng rất cừ khôi trước tác của đại sư ngẫu ích có thể lưu truyền đến đời sau đều giờ ngài ngài đã biên tập các bản để lưu thông đại sư thành thời tự mình xưng là xuất gia ưu bà tắc ưu bà tắc là cư sĩ chính là xuất gia cư sĩ hay nói cách khác thầy của ngài có thể lập được giới sa di mà chính Ngài chỉ có thể làm được ngụ giới tập tiện Là xuất gia ưu bà tắc Bạn xem thấy người trước Đây đều là trọng thực chất Không trọng hình thức Vì mà ngày nay Chúng ta, cái cả điều đầu tiên trong định nghiệp tam phước còn làm không được Vấn đề này nghiêm trọng Cho nên chúng tôi mới ực lực khuyên bảo Kích lệ đồng học phải học bộ túc Trước đây không biết Không học, hiện nay học bộ túc Vô cùng nghiêm túc mà học tập Tôi nghĩ nếu thật làm thì một năm là hoàn thành. Bốn môn công khóa này bạn sẽ học được đầy đủ. Phải làm điều này. Đây là thuộc về giới luật, là thuộc về hành kinh. Kinh có giáo, có lý, có hành, có quả. Việc này phải thật làm. Không có nền tảng này thì bạn là nghiên cứu Phật học. Bạn không phải là học Phật. Có đủ ba nền tảng này Đồng học tại gia Có đủ ba nền tảng này Thì bạn là học Phật Là đệ tử Phật thật Người xuất gia thì thêm vào Sa di luật nghi là bốn cái gốc Thì bạn thật sự đang học Phật Nếu lơ là đi bốn môn này Thì bạn là nghiên cứu Phật học Bạn không phải là học Phật à. Nghiên cứu Phật học là trồng chung tượng của Phật vào a la gia thức. Trong đời này bạn không được lợi ích. Bạn không có được lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Bạn từng cố ý hay du ý Trộm vật của Tam Bảo. Biết được tội lỗi này không nghiêm trọng như khi xưa Khi xưa là đạo tràng như Pháp Nên nghiêm trọng Hiện nay đạo tràng cũng không tận như Pháp Lý tiêu chuẩn trước đây Thì hiện nay kém rất xa Nhưng đều là có tội lỗi Nói chung là có tội nghiệp Chỉ cần bạn hiểu được Thì biết được Có tâm hộ thẹn Dùng tâm sám hối để làm việc tốt để sửa sai thì không có vấn đề gì. Phật pháp là thông tình đạt lý, tình người và pháp lý mọi mặt thấy đều chu đáo. Câu hỏi tiếp theo Đệ tử tham gia tam thời hệ niệm Vì Pháp hội đã đăng tải trên báo chí Trước 49 ngày Có lập bài dị Cho tất cả chúng sanh Không ai chết đột ngột vì quả hoạn, Động đất, lụ lụt, tai nạn Dân dân Xin hỏi những bản ghi bài dị Đã lập Sau Pháp hội thì nên xử lý thế nào Có thể hóa chúng đi tốt nhất là hóa ở trong lò hóa của chùa. Nếu xung quanh không có hoàn cảnh này, thì tự mình tìm một nơi sạch sẽ rồi đốt hóa cũng có thể được. Sau khi đốt hóa thì đóng gói cho lại hoặc chôn ở trên đất sạch sẽ hoặc cho chìm xuống nước đều có thể được. Có tâm cung kính là được rồi. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử là một người tàn tật, mãi không tìm được việc làm. Con gì điều này mà từng tụng kinh địa tạng và niệm thánh hiệu quán âm, nhưng mà do không được quả báo tốt, có phải nên làm thế nào? Đi là do công phu tụng kinh địa tạng và niệm thánh hiệu quán âm không đắc lực. Giống như ăn cơm Bụng thì rất đói Ăn một bát thì không no Vậy phải làm sao Tiếp tục ăn Bạn ăn được hai bát Ba bát Bốn bát Không phải là đã no rồi sao Hiện nay bạn tụng kinh địa tạng Và niệm thánh hiệu quán âm không đắt được Giống như vừa mới ăn được một bát cơm vậy Đâu có nhanh như vậy Bạn chỉ cần tụng kinh địa tạng Niệm thánh hiệu quán âm Không hoài nghi Không nghi ngờ có tính tâm thanh tịnh cứ một mực tiếp tục niệm cảm ứng sẽ hiện tiền không được hoài nghi có một mảnh may hoài nghi thì sẽ phá hoại toàn bộ công phu của bạn ở trong kinh phật đã nói rất hay hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh tâm tưởng sự thành phải chuyên tâm có nghi thì không được nghi một niệm nghi hoạch sẽ phá hoại toàn bộ Ngoài ra đệ tử muốn kết hôn Làm thế nào mới có thể có hôn nhân tốt được Đây là câu hỏi của cùng một người Bạn giờ phải tiếp tục tụng kinh địa tạng Và niệm thánh hiệu quán âm Thì sẽ có thể mãn được nguyện vọng của mình Câu hỏi tiếp theo Nhóm trợ niệm nhỏ của chúng con Bởi vì gần đây không đủ thành viên pháp khí nên không có cách gì trợ niệm được như trước đây Xin hỏi ở nhà nhất tâm chuyên niệm tốt hơn Hay là giống như trước đây Có chúng sanh cần thì mới đi Làm sao cho viên dung Phật dạy chúng ta Tùy duyên chứ không phan duyên Nếu có người mời bạn thì bạn nên đi làm Đây là việc tốt tiếng người giảng sanh là công đức chân thật <laughs> Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên mạng Câu hỏi hơi nhiều một chút Câu thứ nhất là Đồng tu ở nông thôn Ở trong nhà có nuôi heo Xuất bán cho đồ tể Lấy một nửa số tiền để in kinh Bố thí để hồi hướng công đức Thì có được không? làm còn hơn không phải nên làm làm heo là nghiệp báo của nó nó cũng là phải trả nợ bạn có thể làm một chút công đức cho nó là việc tốt tôi tin là nó cũng sẽ cảm ơn bạn bởi vì khi nó sinh ra và lớn lên ở nhà người khác thì người ta không nghĩ đến điều này cho nên bạn làm nó sẽ cảm ơn bạn Câu thứ hai Người nhà theo đạo Kitô Khi lâm chung thì phải nên dùng cách của Kitô Tô giáo để siêu độ Hay là có thể dùng phương pháp của Phật giáo Lúc còn sống thì họ phản đối Phật giáo Để tự lo họ sẽ cởi tâm sơn hận mà đọa lạc Xin lão Pháp Sư khai thị Lúc còn sống họ không tin tưởng nhưng sau khi chết Bạn tụng kinh hồi hướng cho họ Thì họ sẽ tin tưởng Trường hợp này Rất nhiều, rất nhiều Nếu thật sự tin tưởng Khi tu giáo cũng tốt Vì sao vậy? Họ sẽ không đọa tam đồ Họ sẽ sanh lên trời Họ đến bên Đức Chúa Cha Cõi trời đó Theo như trong kinh điển của họ mà nghiên cứu Thì có lẽ thuộc về trời tao lợi Vì sao vậy? Dục của họ chưa đoạn Chưa đoạn dục thì sanh về cõi trời dục giới Từ dục giới đi lên trên thì phải tu định Họ không có định công cho nên đa phần là ở cõi trời tứ vương và trời đau lợi. Cõi trời tứ vương đau lợi thì phật bồ tát đính dạng kinh thuyết pháp rất nhiều họ nhận có cơ hội nghe được phật pháp câu hỏi thứ ba nếu phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo để làm giả sổ sách đồng loạt tham ô với lãnh đạo tương lai lý tiền phi pháp để dùng vào sự nghiệp phúc lợi của đại chúng như vậy có trái với nhân quả không liệu có gì do vi phạm pháp luật mà bị đi tù không việc này phải xem phát tâm của chính bạn tổ sư đời thứ sáu của tịnh độ tông chúng ta là đại sư vĩnh minh diên thọ ngài đã từng làm mẫu trước khi xuất gia thì ngài là một nhân viên công vụ giỏi là làm thu ngân làm thu ngân trong cơ quan quản lý tài chính ngài đã dùng trộm tiền của công lấy để làm gì lấy để phóng sanh sau đó sự việc này bị phát hiện Trong khi phát hiện thì Pháp quan Cũng rất thông cảm cho Ngài Vì sao vậy? Ngài không lấy tiền để hưởng trụ Ngài lấy để phóng sanh Cho nên đã thu sự việc này lên trên Tâu lên đến Hoàng đế Hoàng đế xem thấy cũng buồn cười Chiếu theo pháp luật quốc gia Thì đó là tội tử hình Chém đầu Cho nên hoàng đế truyền lệnh phán tử hình Nhưng dặn dò viên quan giám sát sự trảm Là truyền lệnh cho viên quan thi hành án Ở trên pháp trường Khi thi hành án chém đầu Thì xem ông ta có sợ hãi không Nếu sợ hãi thì giết bỏ Xem như xong nếu ông ta không sợ hãi thì vẫn về đây trẫm muốn gặp ông ta kết quả là ở trên pháp trường ngài không một chút lo sợ Nhiên quan giám sát sự trảm hỏi ngài vì sao ngài không chút sợ sệt ngài trả lời một mặt của ta đánh đổi với ngàn ngàn dạng dạng sinh mạng khác xứng đáng lắm Nhiên quan giám sát sự trảm tâu sự việc này lên hoàng đế hoàng đế liền mời ngài đến gặp mặt Ngài đã giảng Phật Pháp cho Hoàng đế nghe Hoàng đế liền hỏi Ngài Ông có nguyện vọng gì không? Ngài mong muốn xuất gia Hoàng tượng nói với Ngài Ông xuất gia thì trầm sẽ hộ Pháp Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ thực sự là gì chúng sanh không màng đến sống chết của mình Chính mình bị phán tội ngồi tù Tôi tử hình cũng không màng đến Là cái tâm này Câu chuyện này Có thể đáng để cho bạn làm tham khảo Câu hỏi tiếp theo Xin hỏi bệnh viêm mũi dị ứng Có phải là bệnh oan nghiệp không? xin hỏi loại bệnh này có phải thuộc về quan gia trái chủ dự thân không? Làm sao mới có thể tiêu trừ được gốc bệnh này? Phật pháp nói gốc bệnh có ba loại, một loại là bệnh sinh lý. Những bệnh sinh lý này, ví dụ như nói bạn bị nhiễm virus, ăn uống sinh hoạt không cẩn thận bị nhiễm bệnh bệnh này thì phải tìm bác sĩ loại thứ hai chính là oan gia trái chủ bác sĩ không có cách chữa trị bệnh này nhất định phải hóa giải đàm phán điều kiện để hóa giải với họ giống như tụng kinh niệm phật hồi hướng cho họ nếu họ chịu tiếp nhận thì họ sẽ rời đi Loại thứ ba là Bệnh nghiệp chứng Bệnh này rất khó Không thuộc về bệnh sinh lý Cũng không thuộc về quan gia trái chủ Là do ác nghiệp trong đời quá khứ Quá nhiều Có thể cứu được không? Có thể Không gì là không cứu được Vậy cứu thế nào? Chân thật sám hối Sao không tái phạm nữa Sự sám hối này không phải là nằm ở hình thức Đây là điều trước đây Đại sư chương gia nói với tôi Biết sai rồi thì có thể sửa Giống như Cộng Phu Tự đã nói Không phạm lỗi hai lần Lỗi lầm chỉ có một lần Mình biết rồi thì sau này không phạm lỗi giống như vậy nữa Đây gọi là chân sám hối ngay cả bệnh nghiệp chướng cũng có thể hóa giải. Tiếp theo là câu thứ năm. Mấy năm trước, đệ tử gì trường bối và tổ tiên mà đã lập một bài vị dạng sanh ở trong một ngôi chùa lớn. Tên của người chưa giảng sanh Được che bằng giấy đỏ Lúc đó Chùa có quy định Phàm là người viết tên trên bài vị Sau khi giảng sanh Thì nhất định phải làm phần sự siêu độ Ở chùa này Y theo giá cả Mà thu phí Nhưng phần sự trong chùa Phần lớn chỉ là hình thức Hiện đây đệ tử nghe kinh Đã rõ lý rồi Hy vọng trong tương lai Sau khi người thân giảng sanh Thì đến nơi khác Làm tam thời kỷ niệm và bố thí Nếu không thông báo cho ngôi chùa khi xưa Mà những để nguyên bài vị còn giấy đỏ Che tên của người mất ở đó Xin hỏi làm như vậy Có ảnh hưởng gì đến người mất không? Rất nhiều người đều có câu hỏi như vậy nếu bạn thường xuyên đọc kinh Nghe kinh Thì những sự việc này Bạn đều hóa giải được cả Đều không có vấn đề gì Chúng sanh trong thế giới u minh Độ nhạy cảm của họ vượt hơn chúng ta nhiều lần Chúng ta khởi tâm động niệm Họ đều có cảm ứng không nhất định là ở một nơi nào Cho dù bạn ở nước ngoài Cũng là tâm tâm tương ưng Chỉ cần thực sự có thành ý Đem công đức tụ kinh Lệ Phật, niệm Phật Hoặc là công đức đoạn ác tu thiện của mình Hồi hướng cho họ Tẩy đều có hiệu quả tụ thắng mà không cần quan tâm đến những siêu độ Trên hình thức ở trong chùa Phải hiểu đạo lý này Ở trong chùa Dùng hình thức siêu độ Người thân quyến thuộc của mình Nhất định phải tham gia Phải theo các pháp sư cùng làm phật sự siêu độ vì sao vậy bạn không hiểu nghi thức siêu độ các pháp sư vật giác bạn bạn làm theo họ tâm của bạn thành cẩn hơn thân thiết hơn tâm của pháp sư hiệu quả đó sẽ rất lớn cho nên nói hai bên làm tăng tượng duyên các pháp sư vật giác bạn bạn giúp các pháp sư hiệu quả rất thiết thực Hiệu quả rất tù thắng Nếu như nói chỉ để Pháp Sư làm Mà chính mình không quan tâm Thì hiệu quả đó sẽ rất ít Quan trọng nhất vẫn là tâm của mình Phải dùng tâm chân thành mà làm Tiếp theo hỏi Nếu có tỷ thật thà chuyên niệm A-di-đà Phật có phải là a di đà Phật Cũng có thể gia trì Khiến cho đệ tử từ tính nguyện Không kiên định Mà dần dần đi về hướng tính nguyện kiên định không Cho dù trong tâm có nghi hoặc Có phải là a di đà Phật Cũng niệm con Dưới sự gia trì của Phật lực Thì dần dần tiêu trừ hoài nghi của con từ đây mà tiến vào dòng tuần hoàn tốt đẹp Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, phải không? đạo lý là như vậy là không sai nhưng thực sự không hoài nghi thì quá khó đây là chúng tôi ở trong quá trình giảng kinh có nói đến tinh vật thật ra là không dễ vì sao vậy tin thật sự là bạn phải làm được mới là tin thật sự bạn không làm được thì đó không phải là tin thật sự làm được điều gì? Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm không giết Tu tập tiện nghiệp Bạn làm được chưa? Bạn chưa làm được Thì tính tâm của bạn Không đáng tin Cho nên Thật sự tin Phật Chính là phải Y giáo phụng hành không phải là giảng giải Giảng giải không có tác dụng Giảng kinh mà không y giáo phụng hành Là tu phước báo Là phước đức Chứ không phải công đức Phước đức Lục tổ Huệ Năng Trong đàn kinh nói rất hay Chẳng giúp được gì cho sanh tử đại sự cả hay nói cách khác tương lai bạn luân hồi đáng luân hồi thế nào vẫn phải chịu luân hồi thế đó công đức có thể giúp đỡ công đức là gì công đức là giới định tuệ do giới đắc định do định khai tuệ đó là công đức có thể giúp đỡ bạn thoát khỏi lục đạo công đức lớn thì thoát khỏi thập pháp giới không thể không hiểu điều này nói một câu tổng kết thì nhất định phải nghiêm túc làm có thể làm được thật thà chuyên niệm a di đà phật một đời này của bạn sẽ thành phật Thế nào gọi là thật thà Ở trong đời sống hàng ngày Bạn công phu niệm Phật đắc lực Đắc lực chính là không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Làm việc thì cứ làm Nhưng Phật hiệu không gián đoạn Đi gọi là thành phiến Đi là nhất định dạng sanh Hơn nữa phẩm gì rất cao Bởi vì bạn thực sự làm được Điều đã nói trong phẩm Tam bối dạng sanh Của Kinh Vua Lực Thọ Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Tâm Bồ Đề chưa phát Thật thà chuyên niệm chính là phát tâm Bồ Đề Lời này là Đại sư Ngậu Ích đã nói Ở trong A Di Đà Kinh Yếu Dạy đã nói Nó cũng rất hay Chỉ cần bạn thật thà Không xen tạp Không hoài nghi chính là tâm bồ đề nhất tâm nhất ý cầu sanh thế giới cực lạc đối với thế gian này thì phai nhạt thế gian này không có gì để tham luyến một lòng khác ngượng thế giới cực lạc một lòng muốn thân cận a di đà phật tâm này chính là tâm du tự bồ đề Tiếp theo, họ lại hỏi Trong giai đoạn tu học mà tín nguyện đối với dạng sanh cực là chưa kiên định Trong tâm chưa hoàn toàn tương ứng với 48 nguyện của A-di-đà Phật Khi có bệnh khổ, tai nạn Có thể thật thà niệm Phật Liệu A-di-đà Phật có thể giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ ách được không? bạn không cần phải hoài nghi những điều này a di đà phật nhịn diện chăm sóc chúng sanh khổ nạn nhưng chúng sanh quên mất a di đà phật khi nào bạn nghĩ đến thì cảm ứng hóa ra ở ngay trước mắt điều này ở trong kinh hoa nghiêm đã giảng vô cùng thấu triệt bạn nghe nhiều thì tự nhiên hiểu rõ thôi. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử có ý quy y cửa Phật. Không biết phải nên làm thế nào mới có duyên tốt này. Quy y trên hình thức thì rất dễ. Quy y thực sự thì thật không dễ vì sao vậy quy y thực sự thì bạn nhất định phải làm được điều đầu tiên trong tịch nghiệp tam phước đó chính là hiếu thân tôn sư từ tâm không giết tu tập thiện nghiệp hay nói cách khác tôi nói rõ ràng hơn tường tận hơn là bạn đem để tưởng quy Thái tử gặp ứng thiên Tập tiền nghiệp đạo kinh Thực hiện ba được bộ kinh này Ở trong đời sống Thực hiện ở trong công việc Thực hiện ở nơi đối người tiếp vật Sau đó Bạn lại tọa trì tam quy Đầy đủ các giới Vì bạn là đệ tử Phật chân thật Là đệ tử quy y chân thật Nếu chưa có ba nền tảng phía trước thì như đại sư trí giả của Tông Thiên Thai đã nói Quy y của bạn là danh tự dị Chính là hữu danh du thực Trên hình thức đã làm quy y cho bạn rồi Đã trao chứng nhận quy y cho bạn Bạn tỏ giới rồi Thì trao giới điệp cho bạn Nhưng bạn còn chưa làm được Bạn là hữu danh du thực tiếp theo là câu hỏi thứ, thứ tám hết tệ pháp từ tâm tưởng sanh có phải là ý nói tạo tác của ba nghiệp thân khẩu ý hay là chỉ nói riêng ý nghiệp thôi trong tam nghiệp thì ý nghiệp là chủ tể không có ý nghiệp thì nhất định không có tạo tác của thân và khẩu tạo tác của thân khẩu và ý nghiệp là kết thành một khối hết tịnh pháp từ tâm tưởng sanh ý nghĩa rất sâu rất rộng bạn nhắc đến ba nghiệp thân khẩu ý phạm vi này vô cùng nhỏ hẹp nói cùng sai nếu bạn học phật càng học thì cảm thấy câu này càng sâu càng rộng rộng đến mức nào toàn bộ cởi nguồn của vũ trụ là từ tâm tưởng sanh vũ trụ từ đâu mà có sanh mạng từ đâu mà có giảng pháp từ đâu mà có đều là từ tâm tưởng sanh tập pháp giới y chánh ra nghiêm không lìa tâm tưởng Câu hỏi tiếp theo Đệ tử đã niệm Phật được mấy năm Nhưng vẫn rất sợ tối Mấy người chị của con Cũng là như vậy Xin hỏi Làm thế nào mới tốt Một số người trong một số hoàn cảnh đặc thù Thì có sự sợ hãi Như là sợ tối Sợ bóng tối Đây đều do nhân Từ trong đời quá khứ Tôi giới thiệu cho bạn xem một bộ sách Tiến sĩ Weiss, người Mỹ, có bốn cuốn sách Bốn cuốn sách này hiện nay lưu thông rất rộng Tôi đã đều xem qua Điều quan trọng trong đó tôi đều trích lục ra rồi Làm thành một đĩa DVD gọi là Trích lục bốn cuốn sách của Wise Bạn xem tự đĩa này Vấn đề của bạn có thể được giải quyết Nhưng ở trong đời quá khứ cho nên bạn mới có loại tình trạng này ở nước ngoài bác sĩ tâm lý rất nhiều rất phổ biến ở trung quốc có thể không giống như ở nước ngoài bạn tìm bác sĩ tâm lý làm thôi miên cho bạn để bạn quay về đời quá khứ tìm nguyên nhân này thì sẽ tìm được sau khi tìm được thì bạn sẽ hiểu rõ nỗi sợ này sẽ tiêu trừ